Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thể tốt có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp chướng. Oán thân trái chủ tìm đến muốn trả thù quý vị. Trong quá khứ quý vị giết họ, bây giờ họ đến đòi mạng, muốn đến báo thù. Tình hình này rất nhiều. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oán thân trái chủ chấp nhận giải, họ sẽ ra đi. Họ đi bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất. Không phải sinh lý, cũng không phải oán thân trái chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành. Nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp chướng, bệnh sẽ lành. Có ba nguyên nhân chúng ta phải khiến bản thân không sanh bệnh. Phải hiểu điều này. Cuộc sống về sinh lý có quy củ, có thể giảm ít. Ăn uống có quy củ, thứ hai là không kết oán thù với bất kỳ ai, lúc nào cũng hóa giải đối lập với tất cả chúng sanh, đừng tạo ra đối lập. Họ đối lập với ta không đối lập với họ, thì sự đối lập này không thể thành. Thành lập nhất định là song phương. Quý vị đơn phương không đối lập với người khác, nó sẽ không thể thành lập. Phải có tâm từ bi, phải có lòng yêu thương. Thường thường nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là tâm đại từ bi. Hóa giải oan nghiệp. Thứ ba là khởi tâm đồng niệm, thuần tịnh thuần thiện, hóa giải tất cả nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Điều này có thể hóa giải tội nghiệp. Thân thể chúng ta sẽ không sanh bệnh. Trong kinh điển nói ba loại nhân bệnh, nói rất có lý.